Hello, chào các bạn. Chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm, một cái trò chơi mà tuổi thơ thì mình hay chơi, đó là đốt đèn cầy này nha các bạn. Đó thì mình thường hay chơi là đốt đèn cầy với lại mình bỏ vô một cái vật bằng kim loại á, mình nấu lên rồi mình sẽ phun nước vào là lửa nó sẽ bật lên nha các bạn. Đây mình có mua 1 ký đèn cầy, giá là 60k. Chờ tối mình sẽ làm cái ngọn lửa thiệt là to cho các bạn coi nha. Thôi nếu mà các bạn thấy video của mình hay á, nhớ cho mình một like, một đăng ký và đừng quên chia sẻ để mình làm thêm nhiều video hay tiếp theo nha các bạn. Các bạn chia sẻ mạnh tay lên, mình sẽ làm thêm nhiều video thử thách nữa. Mình rất là thích thử thách. Đây, đèn cầy của mình. Rồi bây giờ mình sẽ chờ tới đêm về thì mình sẽ làm cho các bạn coi nha. Hello. Thì trời cũng đã tối rồi, sẽ thử đốt cái này cho các bạn coi nha các bạn. Đây là đèn cầy của mình mới mua được lâu rồi mình chưa làm. Đây là gồm có 2 cái bình khè, bình ga với một cái đầu khè, một cái nắp bằng inox nha các bạn. Đây mình chuẩn bị thêm 2 cục gạch để mình kê lên. Mình sẽ sử dụng đây, bình khè mình sẽ lắp vào. Đó. Trước tiên kè nóng đó mình sẽ lột đèn cầy ra các bạn. 1 ký đèn cầy mình xài rất là nhiều nha các bạn. 2 cây là đủ phê nha các bạn. Okay. Đó. Xin di chuyển camera ra chút xíu. Đó. Cực nóng luôn nha các bạn. Bạn làm sao mà cho nó nóng rồi nó cháy vòng vòng như vậy là được ok nha các bạn. Wow. Đó. Nó đã cháy hết vòng vòng trên cái mặt của cái đèn cầy này là ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dời camera xích ra và mình sẽ phun cho các bạn coi nha. Một tia lửa rất là lớn nha các bạn. Đây mình về xa chút nữa. Giờ mình đây, mình sẽ làm một pha thử thách rất là mạo hiểm cho các bạn coi. Ok, giờ mình sẽ đây là cá nước mình sẽ phun lên cho nó nha các bạn. Giờ mình sẽ phun nó nha các bạn. Ok. Đây là hậu trường của nó nha các bạn. Khét đen luôn. Chỉ có 2 cây thôi mà được 2 đám lửa rất là to nha các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục nha. Sẽ chiếc này mình sẽ lên 3 cây. Trước tiên mình sẽ hơi nóng cái này lên. Chiếc này mình sẽ làm 3 cây nha các bạn. Cái trò này là lúc xưa mình chơi rất là nhiều nha các bạn, mình hay chơi lắm những lúc mà trung thu rồi đó. Đây, 1 cây. Việt Nam nói là làm 3 cây là 3 cây rất là nhanh luôn. Có 5 cây đèn cầy à, mình mua 1 ký đèn cầy mình thổi chắc tới 10 luôn á. Các bạn thấy ghê không? Đó, cháy nữa rồi đó. Yeah, video này chỉ là video giải trí thôi, các bạn không nên làm ở nhà nha các bạn, chuyện rất là nguy hiểm. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục lần thứ 2 cho các bạn coi nha. Ôi. Wow. Quá dữ. Rất đẹp.
Chiếc này là chiếc này 3 cây là được 3 cái nha các bạn. Được 4 cái luôn nha các bạn. Một kỳ tích. Cái thứ 5 rồi nha các bạn. Ok. 3 cây là được 5 cái. Bây giờ mình sẽ lên 4 cây nha các bạn. Rồi các bạn hãy chờ mình. Mình sẽ lên 4 cây ngay vào luôn cho các bạn coi. Đây là 1 cây. 2 cây nha các bạn. Dạ, 4 cây. 60.000 mà nãy giờ đốt có 9 cây. Rồi tiếp theo là mình sẽ thử 4 cây coi nó sẽ sáng như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử với 4 cây xem cái được thổi được bao nhiêu ngọn lửa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thổi dứt khoát luôn, thổi không nương tay. Không, đã hỏi được 3 cái à, 4 cái rồi. Nhưng mà nó vẫn còn này cây rất là nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ làm gần hơn cho các bạn coi nha. Mình sẽ chỉnh chậm lại cho các bạn coi là hiệu ứng của khi đèn cây nóng tiếp xúc với nước nó sẽ bật lửa như thế nào. Cái nha các bạn. Cái này mình nghĩ chắc 6 cái à. 6 cái mà không có lớn. Cái chừng nó ít đèn cày thì nó sẽ lớn hơn nha các bạn. Để nó sẽ lớn hơn. Giờ còn cái cuối cùng, 6 cái. Wow. Còn nữa nha các bạn. Một cái nữa là 7 cái rồi. Chính xác là một cái đây nha các bạn. Một cái này là hết luôn rồi đó. Không lớn. Hết đèn cày rồi. Ok. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay, nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ mạnh tay để mình có thể làm thêm nhiều video tiếp theo nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.